Vâng, alo, hôm nay chúng ta tiếp tục quay lại với TNG nha. Vâng, hôm nay cũng đã là buổi thứ ba rồi với TNG rồi. Và trong phiên ngày em dịch hôm nay thì TNG có giảm nhẹ một chút đúng không? Và gần như là đã cân với cái vụ tăng ngày hôm qua. Trong mấy hôm vừa rồi thì cà phê có viết 1, 2, 3 gì đấy đúng không? Và được coi đánh giá là khá là tích cực đúng không? Doanh thu năm nay đã vượt cả năm ngoái rồi đúng không? Năm ngoái là 6.700. Còn mình nhớ 9 tháng đâu đó khoảng khoảng 5.400 đúng không? Trong buổi hôm nay thì mình cũng mới cập nhật được thêm cái các cái doanh thu với tài sản của bên TLG đúng không? Đấy. Hôm tới thì cố gắng sẽ cập nhật thêm một số các công ty chủ đạo trong ngành đúng không? Để chúng ta có những cái so sánh nhất định giữa TLG và công ty trong ngành. Dệt may thì hình có vẻ cũng rất là nhiều ngành, à rất nhiều mã trong ngành. Vâng, rất nhiều mã trong ngành đúng không? Như vậy là quý cuối chắc chắn là đã vượt 1.300 này rồi đúng không? Như vậy là khá là ok rồi. Và bình thường thì các quý cũng phải khoảng khoảng trung bình mà 5.400, như là trung bình mỗi quý được khoảng 1.800 đúng không? Và theo ghi nhận đây thì chưa đến hết tháng 12 đúng không? Như vậy là khả năng họ cũng đã rất là khá rồi. Vâng, còn trong buổi hôm trước thì mình cũng có thêm một vài thông tin đúng không? Thông số về doanh số tài chính của TNG trong năm ngoái 2022 đúng không? Công ty có 18 chi nhánh, 3 công ty con và khoảng 2 công ty liên kết đúng không? Và theo dõi thì thấy cực kỳ lâu rồi thì công ty mới có cái phần không kiểm soát đúng không? Mình đi nhập dữ liệu thì mới phát hiện ra cái đấy. Từ trước giờ thì hầu như là nếu có con thì cũng một con 100%, nhưng bắt đầu từ cuối năm 22 thì bắt đầu mới thấy có lấy cổ đông không kiểm soát đúng không? Như vậy là khả năng cao là từ một trong mấy công ty con này đúng không? Chứ không phải từ đâu ra cả. Và xuất khẩu lãnh thổ thì đến 48 vùng quốc gia vùng lãnh thổ, và doanh thu dệt may trong nước thì được coi là đứng thứ hai đúng không? Khả năng cao khi lại thua mỗi ông dẫn đầu là ông Vinatech đúng không? VGT. Vâng, vốn lệ là 1.135 tỷ, trụ sở tại Thái Nguyên đúng không? Đây là các bước đường của công ty thì nó bắt đầu từ năm 79 đúng không? Ngày xưa ban đầu tên công ty là công ty may Bắc Thái đúng không? Sau thì tách tỉnh xong với Bắc Cạn thì bây giờ thành Thái Nguyên đúng không? Và may Thái Nguyên và có một loạt các cái nhà máy xung quanh tỉnh đúng không? Có ngoài Thái Nguyên có Sông Công này, đúng không? Có Phú Bình, có Đại Từ. Đây là những cái thành phố và những cái huyện không? Ngay sát thành phố Thái Nguyên đúng không? Và vẫn nằm ở phía phía nam của tỉnh. Phía Bắc thì mình chưa thấy đâu cả. Đúng không? Rồi. Và hôm nọ thì chúng ta vẫn đang trong cái quá trình giai đoạn hình thành phát triển công ty đúng không? Và chúng ta mới đến 2016 thôi. Và hôm nay thì thị trường có vẻ hồi được một chút đúng không? Và điểm đặc biệt đây là thanh khoản là vô vô cùng thấp. Vâng, vô cùng thấp. Thỏa thuận 3.600, nếu mà chúng ta trừ ra thì hôm nay khớp lệnh là chưa được 10.000. Như vậy là chúng ta có vài phiên ở đây là giao dịch cực kỳ thấp và không không ổn lắm. Vâng, TLG đang đây. Rồi chúng ta sẽ coi thử xem nhau nha. Vâng, đang đây đây. Vâng, trang trang 12 chứ không phải 13. Đây là năm đến năm 18 này, đúng không? Chúng ta xem năm 18 công ty có những cái đoạn gì. Vâng, đây đây, khởi công xây dựng tòa nhà thương mại TLG Vilat. Vâng, nói đến cái xây dựng tòa nhà này đúng không? Vì trong lúc mình đi quét cái báo cáo chính đúng không? Và dữ liệu trong nhiều năm thì thấy là cái phần liên quan cái này là bất động sản đầu tư. Vâng, đây 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 đây. Vâng. Ví dụ như năm 17 18 là thậm chí là chưa có cái gì cả, đúng không? Đến năm 2019 bắt đầu thấy có khoảng ba mấy tỷ. Và đặc biệt là năm nay, đúng không? Năm 2023 thì bỗng nhiên cái bất động sản đầu tư đang từ 32 tỷ nó nhảy một phát lên 295 tỷ. Vâng, năm nay nhá, năm 23 nhá, không biết nó là cái gì. Vâng, cực kỳ mới luôn. Đấy. Hy vọng là không phải là mấy cái tòa nhà mình đang ghi nhận đây. Vâng. Mua lại công ty nhà máy DG. Đây là khởi công xây dựng đúng không? Không biết là đến lúc ấy xong đổi tên thành chi nhánh may TLG Đồng Hỷ. Vâng, đây đây đây, đúng đúng đây luôn. Vâng. Như vậy họ có ở đây rồi này. Họ có Sông Công rồi này. Họ có Phú Bình rồi này. Họ có Đại Từ rồi, đúng không? Đại Từ có rồi, đúng rồi. Vâng. Chưa có Phổ Yên thôi, đúng không? Và bắt đầu có Đồng Hỷ nốt rồi. Và như vậy là mấy tỉnh phía 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 trên là họ cũng đã bắt đầu nốt rồi, như vậy là gần như huyện nào cũng sẽ có. Vâng, mua lại như mày và đấy, đổi tên đúng không, thành chi nhánh may
TTG đồng hỷ. Wow. Như vậy cũng có đây giống như MA rồi. Wow. Và đầu tư nâng công suất nhà máy. Vâng. Đầu tư nâng công suất nhà máy lên 35 chuyển may đúng không? Đây là một cái đơn vị trong dệt may. Và mình định sớt tí thì nó rất là chung chung đúng không? Thôi rồi, chúng ta sẽ tạm bỏ qua cái khái niệm này đúng không? Đấy là một cái đơn vị trong trong ngành dệt may. Vâng. Phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi 200 tỷ cho nhà đầu tư nước ngoài. Vâng, đúng rồi. Vì mình đi xem mình cũng thấy có cái đấy thật. Vâng, chút mình vào phần phần vay, vay 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 dài. Đây 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 đây. Đấy. Mình thấy bóng nó ở năm 18, đúng rồi. Đến năm 19 thì chuyển đổi một phần còn 65 và đến năm 20 là mất luôn, đúng không? Như vậy là nó đã hóa thành cổ phiếu, đúng không? Như vậy là họ đã đúng vào năm 18 rồi, đúng không? Phát hành trái phiếu chuyển đổi. Đấy. Cho nhà đầu tư nước ngoài 200 tỷ nhá. Vâng, 200 tỷ. Vâng, và theo như này thì năm 20 đã chuyển đổi đúng không? Theo như mình hiểu thì là như vậy. À, được Ủy ban tỉnh Thái Nguyên phê duyệt đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ may không chỉ trên sản phẩm áo mi và được cục bằng do rồi đúng không? Cái này không cần. Đến năm 2019 đúng không? Là tên là chính thức mở rộng sang lĩnh vực bất động sản. Với việc ra mắt dự án chung cư thương mại TTG đúng không? Đúng cái villa này rồi đúng không? Trong tháng 10 của năm 2019 đúng không? Tên là, được xây dựng mục tiêu vì hạnh phúc của người lao động, dự án nằm trong chuỗi dự án tiện ích và TTG phát triển với mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động đúng không? Không biết là cho người nông dân, công nhân của công ty hay là như nào. À, mình thử chậm lại chút, mình search cái này xem như nào. Đúng không? Đây là website của dự án luôn. Vâng. Cũng có căn hộ một phòng ngủ, hai phòng ngủ, ba phòng ngủ. Vâng, cái này không hẳn là cho công nhân rồi, chắc là họ bán thương mại bình thường rồi. Vâng. Địa chỉ thì ngay đây chắc thành phố Thái Nguyên rồi. Vâng, 2.800 mét diện tích sàn là 19.000 mét, diện tích sàn căn hộ là 11.500 mét, mật độ xây dựng là 42%, đúng không? Khá cao. Mật độ tiện ích là 5 mét trên một cư dân, quy mô là 17 tầng và một tầng hầm. Có 186 căn hộ thì cũng là loại bình thường thôi và diện tích là từ 41 cho đến 76 mét, đúng không? Căn hộ này thông tin của chủ đất đây đúng không? Như vậy là khá là. Vâng, đây là giấy chứng nhận của tỉnh cấp rồi. Vâng, đây rồi, đi thay chủ tịch, phó chủ tịch. Vâng, thôi cho thành phố Thái Nguyên rồi, mang tỉnh luôn. Vâng. Vâng, cách bệnh viện đa khoa tỉnh đây 1 km, giao thông, mua sắm, không gian xanh, an ninh. Vâng, diện tích có vẻ rất là vừa tầm. Vâng. Chỉ có mỗi căn hộ một phòng ngủ 40 mét là từ 500 đến 600 triệu. Hai phòng ngủ. Vâng, không biết có đúng giá không này. 790 1 tỷ và ba phòng ngủ là từ 1 tỷ cho đến tỷ 2 đúng không? Nghe giá so với đầu cầu Hà Nội thì có vẻ rất là ok. Vâng, web của chính TLG luôn. Vâng. Đây là chúng ta có một cái thông tin như vậy vào năm 2019. Vâng, đến 20 đúng không? 20 đây, vâng, chữ bé như con kiến. Nhà máy TLG Võ Ngai triển khai theo mô hình nhà máy xanh Võ Nhai. Vâng, đây. Như vậy bắt đầu từ đây, xong đến đây. Xong đây, đây, đúng không? Như vậy là Thái Nguyên này, Sông Công, Phú Bình, Đại Từ, Đồng Hỷ. Rồi Võ Nhai, đúng không? Như vậy chỉ có ba địa phương mình chưa nhìn thấy là Phú Lương, Định Hóa và Phổ Yên thôi, đúng không? Vâng, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đúng không? Và trang thiết bị theo chuẩn ISO cho chi nhánh thời trang TLG này, chứng nhận cũng cái đấy cho chi nhánh thời trang TLG này, chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn vâng TCVN đúng không? Đối với khẩu trang kháng khuẩn hai lớp đối với công ty đầu tư thương mại TLG này, chứng nhận gì đây,
quy chuẩn QCVN, chuẩn sản phẩm may mặc của công ty đó, mà chứng nhận CE marking, chứng nhận đạt tiêu chuẩn xuất khẩu khẩu trang, bộ đồ bảo hộ vào thị trường châu Âu. Wow, như vậy là mình cứ rất nhiều chứng nhận nhá. Wow, nhà máy TLG Sông Công được chứng nhận lô tất bạc, chứng nhận của Việt Nam Green Building Cosy về nhà máy được thiết kế và xây dựng theo yêu cầu của hệ thống công trình xanh Lotus phiên bản 2.0 dành cho cộng rồi. Tên là thời trang ra mắt các sản phẩm quần áo phòng cháy chữa cháy. Vâng, rồi mình đọc qua nhé. Ra mắt các cái sản phẩm bông kháng khuẩn, sản phẩm sử dụng các sản phẩm khẩu trang may mặc cho các phòng may mặc. Rồi tháng 4 năm 20 ra mắt khẩu trang vải kháng khuẩn đạt tiêu chuẩn theo quyết định của gì đây, Bộ Y tế rồi. Vâng. À, mà nhớ là năm 20 là năm bắt đầu dịch đúng không? Cho nên là lúc đấy chắc cũng phải xoay rất là mạnh. Vâng, có cả xoay sang cả khẩu trang đúng không? Bây giờ thì mình nghĩ chắc cũng không cần lắm. Tiên phong trong công cuộc sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn đúng không? Phòng chống Covid-19. Vâng, như vậy là năm 20 cũng không có gì đáng kể cả. Vâng, chỉ mình thấy xuất hiện thêm mỗi cái ông Võ Nhài thôi. Ông Sông Công thì có từ lâu rồi. Vâng. Sang năm 21 đúng không? Đây đây. Năm 21 đây. Năm 21 thì vinh dự nhận chứng nhận doanh nghiệp bền vững năm 21 lĩnh vực sản xuất trong ra mắt sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe con người đúng không? Lắp đặt nâng cấp nhà máy sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái chi nhánh bông và bao bì. Vâng. Có thấy TLG họ rất hay đạt tiêu chuẩn về các kiểu này kia, rồi nhà máy xanh đúng không? Rất hướng đến những cái chuyện này, chắc là trong quan hệ với nước ngoài thì sẽ phải tập trung vào cái này. Vâng, vì rất có lợi. Vâng, sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái. Vâng, như vậy này là chắc chắn dạy ghi điểm đối với khách hàng Tây. Vâng. Rồi. Thực ra năm 21 thì cũng không có gì đáng kể cả. Mình như vậy thôi. Cái gì đáng thì gì. Năm 22 ghi nhận mức doanh thu cao từ khi thành lập 16.700 trở thành công ty đứng thứ hai trong ngành dệt may. Rồi. Tính riêng công ty doanh nghiệp này trong nước, lần đầu tiên có một chi nhánh đạt doanh thu trên 1.000 tỷ một năm, chi nhánh Đại Từ. Và năm ngoái công ty doanh thu là 6.700, thì chi nhánh Đại Từ là 1.000, vâng, là 1.001, như vậy là cũng phải khoảng 1/6 công ty thành lập chi nhánh giải pháp công nghệ tre với dự án giải pháp quản trị và điều hành thông minh cho nhà máy. Ồ, đến tháng 4 năm 22, phòng robot TLG được thành lập với đội ngũ kỹ sư tinh nhuệ đã cho ra đời 25 thiết kế với 10 máy móc tự động đã áp dụng tại nhiều chi nhánh. Đến tháng 6 năm 22 thành lập công ty cổ phần TLG Land. Ồ, như vậy thành lập trong lĩnh vực bất động sản rồi. Như vậy là họ cũng bắt đầu tham gia vào. Vâng, như vậy là trong này đáng chú ý nhất trong năm ngoái chính là lập công ty bất động sản. Vâng. TLG Land luôn. Vâng. Thế còn cái dự án này thì mình thấy cũng khá là vừa tay. Theo như đang nhìn đây thì khá là vừa tay. Cũng bé thôi đúng không? Như này thì cũng chỉ có 186 căn. Vâng. Ở thành phố Thái Nguyên đúng không? Rồi. Chắc cũng là dự án đầu. Rồi vừa nãy mình vừa ngó thì diện tích cũng chỉ từ 41 cho đến 76 mét vuông, đúng không? Cực kỳ là vừa tay. Và thậm chí là mình xem thì cũng khá là vừa tiền, đúng không? Đấy. Nó sẽ từ 500 cho đến 1,2 tỷ. Và đấy là xét về giá trị, đúng không? Cái này chắc là dễ bán, có thể bán cái hết ngày. Rồi, đấy là những cái gì mà mình được biết, đúng không? Rồi chúng ta sẽ thử đến các cái phía sau của công ty sẽ nói về những ngành nghề công ty. Chắc chắn là dệt may là chủ đạo rồi, đúng không?
nhưng bây giờ bắt đầu có ý định thâm nhập vào những cái khác đúng không? Chúng ta cần phải xem là có những cái cơ sở gì cho cái việc đấy. Thực ra thì cũng giống như ví dụ như trước đây mình xem Dabaco đúng không? Dabaco bên Bắc Ninh thì nghề của họ thì là nông nghiệp rồi đúng không? Lợn gà rồi thức ăn chăn nuôi rồi các kiểu xung quanh cái đấy. Thế thì sau đó thì họ cũng có cả bất động sản đúng không? Tuy nhiên là họ chỉ bao quanh cái tỉnh mà họ rất quen thuộc là Bắc Ninh thôi và không ra ngoài đúng không? Thì như thế thì còn có một chút cơ sở đấy và quan hệ với chính quyền địa phương cực kỳ mạnh, là đặc biệt là lĩnh vực may công nghiệp xuất khẩu sản xuất hàng nội địa thương hiệu với TLG. Vâng, thùng cắt tông này, túi PE các loại này, vâng, in thêu công nghiệp này, áo jacket bông này, lông vũ này, quần áo dán xem này, quần sọc các loại này, váy này, quần áo nỉ này, hàng dệt kim này. Phía nhánh dưới này thì có bất động sản này, rồi sản xuất lều này, găng tay này, đồ bảo hộ chống dịch này. Vâng. Có cả thùng cắt tông, vâng, túi PE các loại. Rồi có cả phần mềm công nghệ may. À rồi hiểu rồi. Tưởng nghe công nghệ thông tin thì nghe sang quá, hóa ra là phần mềm công nghệ may. Vâng. Cũng được, bởi vì chắc là cũng đang làm cho chính mình, sau đó thì bây giờ đi bán cho ông khác. Vâng, sản xuất bông tấm, đúng không? Trần bông, quần áo và phụ kiện trẻ em. Vâng, đấy là cụ thể ra, đúng không? Vâng, như vậy là mình kê lại các ngành nghề như vậy, đúng không? Nó ra một cái bảng như thế. Vâng. Đây là địa bàn sản xuất kinh doanh. Địa bàn. Vâng, đây là các nước mà TLG có tham gia, đấy chắc là xuất khẩu rồi, đúng không? Có Mỹ này, Canada này, Hà Lan này, Pháp này, Tây Ban Nha, Đức, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ. Và đây là Malaysia, đúng không? Còn ở trong Việt Nam thì chắc là nơi sản xuất. Thì có 6 chi nhánh ở Sông Công, 6 chi nhánh ở thành phố Thái Nguyên, 2 chi nhánh ở Võ Nhai, 1 chi nhánh ở Đại Từ, 4 ở Phú Bình và 1 ở Đồng Hỷ, đúng không? Chính là thứ mình đã nhìn thấy ở trên. Vâng, và ở đây chúng ta cũng có một cái bản đồ về cái này. Nhiều nhất đây chắc là Hoa Kỳ rồi. Như vậy họ xuất sang Mỹ là nhiều nhất là 43%. Như vậy rõ ràng là TLG có một cái nét gì đó gần giống như là Mai Sông Hồng, đúng không? Mai Sông Hồng cũng rất hay xuất sang Mỹ. Và trước đây thì mình xem Mai Sông Hồng thì có những cái đoạn mình xem cách đây khoảng 3 4 năm trước thì cái tỷ trọng trong doanh thu của họ thông thường ở khoảng 60%. Và lâu rồi không xem thì không biết bao nhiêu đúng không? Ở đây Pháp là 25 gần 26. Như vậy là hai đối tác này đã là 68 rồi. 68% rồi. 2 phần 3 rồi. Canada 6, Nga 5. Đức đây là 2,9, đúng không? Hà Lan đây. Vâng, và các quốc gia khác đúng không? Như vậy là chúng ta cũng nhìn thấy một cái bản như này. Vâng, Hoa Kỳ là cực kỳ quan trọng. Vâng. Và như theo những ghi nhận này là toàn bộ trong tỉnh Thái Nguyên đúng không? Và phân về các cái thành phố trong huyện. Thành phố huyện trong tỉnh là như này đúng không? Như vậy là có đến 20 chi nhánh. Vâng. Hôm nọ thì không hiểu sao theo thống kê này thì lại có ghi là 18 đúng không? Như vậy là hai tài liệu rất là khác nhau. Rồi tạm thế như vậy đã. Rồi đây thì chúng ta sẽ có các công ty con và công ty liên kết của công ty. Vâng, có ba công ty con. Đầu tiên là công ty TNG Lẹp đúng không? Chính là cái công ty vừa mới thành lập. Đây đây đây, vừa mới thành lập năm ngoái, không đi đâu xa cả. Vâng, đây đây. Thành lập đăng ký lần đầu vào tháng 6 năm 22 đúng không? Trụ sở tại thành phố Thái Nguyên đúng không? Vốn điều lệ đây là 162 tỷ. Và tỷ lệ sở hữu ở đây là 86%. Vâng, khả năng có khi cái phần lợi ích cổ đông không kiểm soát nó có khi nằm ở đây chứ chả đâu ra. Vâng. Rồi công ty thứ hai là công ty TLG Fashion đúng không? Fashion là trách nhiệm hữu hạn 50 tỷ 100%. Trang và hiện đang tạm dừng hoạt động kinh doanh sau khi hết công ty góp vốn hoặc giải thể tùy theo điều kiện thế. Ồ, như vậy đang chuẩn bị giải tán. Tiếp công ty thứ ba là công ty trách nhiệm một thành viên TLG Ecogreen
Và cũng bất động sản. Cái ông kinh doanh thời trang là giống như là một cái trung tâm thương mại phân phối sản phẩm thời trang, đúng không? Nhưng mà hình như có vẻ không ok lắm thì đã tạm dừng rồi. Vâng. Ông này cũng hiện đang tạm dừng. Như vậy chỉ có mỗi công ty này là thấy có vẻ như còn đang chạy trần trù. Sang mấy bên là bên liên kết rồi. Và như vậy là chúng ta ghi nhận lại như vậy. À, như vậy ba thằng thì có hai ông đã chắc là khả năng giải tán rồi. Chỉ còn duy nhất công ty bất động sản thôi. Như vậy trong cái kế hoạch kinh doanh, à trong cái ngành nghề thì rất có vẻ cũng nhiều nhiều ra, nhưng mà thực ra là suy cùng thì ông cũng mới chỉ vẽ vời thêm được mỗi bất động sản thôi, đúng không? Và dự án đầu tay chính là cái TLG Vlad kia. Vâng, như vậy là cũng mới chỉ có một dự án đầu tay, đúng không? Thực ra mình thấy cái đấy nó cũng nhìn cách đi đi sản phẩm thì khá là hợp lý, đúng không? Giá tiền thì cực kỳ ok, đúng không? Thì không biết là vị trí đây thì như thế nào thôi, chứ còn mọi thứ mình cảm thấy là cái này là dễ làm, đúng không? Và mình vừa search đây thì thấy ghi là phường Phan Đình Phùng, đúng không? Và theo như đây thì chính ở đây, đúng không? Đây là toàn bộ thành phố Thái Nguyên. Thì rõ ràng là nằm ở cái chỗ này là chắc là trung tâm rồi, đúng không? Chắc là thành phần dễ bán, đúng không? Quan trọng là công ty phải có nhiều miếng đất như thế, đúng không? Thì mới tiếp tục được. Giờ chúng ta đến với công ty liên kết của công ty nhé. Công ty cổ phần xây lắp điện Bắc Thái. Ồ, vẫn còn cái tên từ tỉnh cũ. Nằm trên đường Bắc Cạn, thành phường Hoàng Văn Thụ và thành phố Thái Nguyên, đúng không? Giá trị góp là 771 triệu, như vậy là cũng rất nhỏ. TLG góp 49%, đúng không? Như vậy là vốn điều lệ thực tế là chắc chỉ còn tỷ rưỡi thôi, đúng không? Tỷ rưỡi, tỷ sáu gì đấy. Và xây lắp các cái công trình lưới điện. Doanh nghiệp đã dừng hoạt động, TLG trích lập 100 trong cái khoản này. Ồ. Như vậy rất có thể ngày xưa đi xây các cái điện áp mái, đúng không? Đấy. Vâng, như vậy là trong 4 đơn vị xem có 3 đơn vị đã tạm dừng hoạt động rồi. Như vậy là chúng ta xem nốt cái đơn vị cuối. Công ty trách nhiệm hữu hạn Gôn Yên Bình TLG. Vốn điều lệ trong kinh doanh. Ồ. 330 tỷ. Vâng, công ty này cực kỳ to. Vâng, còn to hơn ông này gấp đôi cơ. Giá trị khoản cam kết góp vốn là 147 và tỷ lệ sở hữu sẽ là 49%. Và ngành nghề ở đây là kinh doanh sân golf, đúng không? Và chúng ta xem từng hoạt động. Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TLG và thành viên góp vốn đang tiến hành lên kế hoạch góp vốn hoặc giải thể tùy thuộc vào điều kiện. Vâng, cũng không chắc chắn. Vâng, cũng không chắc chắn. Như vậy là các cái dự án ngoài ngành ra ngoài vấn đề may của công ty gần như là đều không ok lắm. Chắc là chỉ còn mỗi công ty này là thực sự là có hoạt động. Vì họ thai nghén từ những cái năm từ sớm, từ những năm 2019. Và vị trí thì cực kỳ tốt. Như vậy có vẻ không ok lắm. Vẫn đang gọi là đang 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 lên quay góc vốn thôi. Vâng, đây là báo cáo tài chính quý 3 nhé. Quý 3 của công ty tại thời điểm 30 tháng 9 2023. Và liên quan đến phần công ty liên kết thì chỉ có góp có tỷ 1 và đã trích lập toàn bộ. Như vậy cái ở trên báo cáo thường niên này là cũng vẫn chưa góp gì cả đâu. Vâng, mới chỉ là nằm trong kế hoạch thôi, đúng không? Chứ không phải là thực sự đang làm. Và cũng có thể là lúc ấy họ thấy kinh tế đăng ký thôi là 330 tỷ. Vâng, nó rất lớn. Tỷ lệ sở hữu dự kiến là 49% và kinh doanh sân golf. Vâng, rất khó. Vâng, đang tiến hành góp vốn. Và hiện nay là còn vâng đang lên kế hoạch gọi là góp vốn chứ còn đã chưa tới gì cả.
Chỗ kia mà góp rồi thì chắc là cái phần trong cái thời điểm quý 3 này nó to, rất là to. Wow, vì 330 tỷ, một nửa chỗ đấy là nó phải hơn trăm tỷ rồi. Và họ vẫn ghi đây là 18. Trong khi lúc ấy mình ngồi đếm thì 6642 là đã thừa rồi. Mà đã thành 20 rồi chứ không phải. Đây. 66 đây đã là 12. 12 với 12 với 4 là 16 đúng không? 16 đây là 18, 2 cái này nữa là 20. Và không hiểu sao vẫn khăng khăng được là chỉ 18 thôi đúng không? Vâng, và trong đó thì họ chia thành như này. À, như vậy tổng thể là công ty có 322 chuyển may đúng không? Mình nhớ lúc ấy ở cái chi nhánh Đồng Hỷ là có 35. Thế ông đấy là khoảng 11% đúng không? Và phân chia ở đây là về chi nhánh là có 18 chi nhánh. Số chi nhánh trong đó thì chi nhánh gọi là chi nhánh Dệt Thoi. Đây là số số chuyển may nhá. Chi nhánh Dệt Thoi là 12. Chi nhánh Dệt Kim là 3. Chi nhánh phụ trợ là 2. Vâng, như vậy là bao nhiêu rồi? 17, như vậy chỉ còn chi nhánh cuối. Chi nhánh phần mềm công nghệ. Vâng, đây. Như vậy họ có hẳn một cái phần riêng cho cái này. Là 1. Vâng, là 1. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ tạm thời dừng ở đây nhá. Buổi tới chúng ta sẽ nhắn tiếp nhá. Ok.